Hi, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh Haley James Family Cuộc Sống Mỹ. Thì quý vị ơi, quý vị nào mới xem kênh của Haley lần đầu, nếu thấy thích thì hãy cho Haley một like, đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hôm nay trở lại câu chuyện này là cuộc sống ở Việt Nam. Kết nối với Haley là một cô cũng hơi lớn tuổi một chút. Cô và chú hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối với Haley, cô nói: cả cô và chú đều rất thích kênh của Haley, nghe mà vui dễ sợ luôn á. Cô nói kết nối ra ngày hôm nay, cô thật sự muốn chia sẻ về cuộc sống, cuộc đời của cô và cả gia đình cô. Mà từ trước đến nay, những cái câu chuyện mà cô từng theo dõi và đã được nghe Haley chia sẻ, thì ta nói hạnh phúc cũng từ chỗ đó mà ra. Đau thương đau khổ, gãy gánh, từ bỏ gia đình, trốn chạy thì cũng từ cái chuyện chăn gối mà ra. Thì cô muốn kể ra đây ngày hôm nay câu chuyện của mình, và cô cũng thật sự muốn mang đến một cái thông điệp đến cho tất cả quý vị khán giả xem kênh của Haley. Cô nói cuộc sống, cuộc đời của cô ngày trước khi mà lấy chú, rồi trong cuộc hôn nhân với chú, để rồi bây giờ cô và chú đang rất là hạnh phúc và thỏa mãn ở cái tuổi hơn nửa đời người. Nhưng cô và chú lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, hình như không có cô là chú không thể ngủ được, và ngược lại cả cô cũng vậy. Thì hôm nay cô muốn chia sẻ, kể ra bước ban đầu bao nhiêu cái khó khăn mà cô và chú gặp phải để vượt qua, thì bây giờ nó mới có cái câu chuyện như ngày hôm nay để chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả. Haley một lần nữa gửi lời cảm ơn cô. Và câu chuyện của cô như thế này. Cô kể, lúc mà cô chưa biết chú đâu, gia đình của chú là người Bắc, cô thì trong Nam. Ta nói ngày xưa nghe nói làm dâu Bắc thì mấy đứa con gái cỡ trạc tuổi cô, đứa nào cũng cười chê hết. Nó nói trời ơi, làm dâu Bắc khó lắm đấy, không có đơn giản đâu. Thôi đừng kiếm những người nào ở trong Nam đi, nhất là cuộc sống ở Sài Gòn đó nó thoải mái và dễ chịu hơn. Thì cô đâu có biết được, áo mặc sao qua khỏi đầu, tất cả mọi thứ, mọi việc thì do người lớn sắp xếp. Vào cái thời điểm mà người dân ngoài Bắc tại sao lại biết đến gia đình của cô, thì cô nói có một dịp nào đó ba cô đi làm việc ở đâu đó, lúc đó mới gặp cái chú đó. Thì chú cũng hỏi chuyện, nói chuyện qua lại, thì ba cô cũng nói có một đứa con gái sắp xỉ 16 tuổi, cũng muốn kiếm chỗ nào lo cho nó có an bề gia thất đàng hoàng. Tại ba cô là người làm công chức cho nên có học thức. Rồi bên kia họ cũng nói họ cũng có một người con trai năm nay cũng 18-19 tuổi, thì cũng muốn kiếm cái chỗ nào để cũng thành lập gia thất cho con. Thì hai người đàn ông, hai người lớn, hai người cha nói chuyện qua lại đó, thì lúc đó mới cho cô và chú gặp nhau. Lúc đầu gặp chú cô hơi sợ sợ, là vì cô cũng nghe nói rằng là đàn ông Bắc họ rất là gia trưởng, cho nên cô sợ cô sẽ không có đủ khả năng chiều chồng và chăm sóc gia đình chồng. Thế là lúc đầu cô cũng hơi e dè và sợ sệt. Nhưng rồi cũng vì cái chữ áo mặc sao qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, rồi đám cưới được tổ chức. Sau lần đó cô trở thành con dâu ở xứ Bắc. Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái cực khổ bắt đầu đè nặng vào hai vai của cô. Đã vậy cô là con dâu trưởng nữa chứ, cho nên tất cả mọi thứ cô nói nó khó khăn trăm ngàn bề. Nếu như lúc đó chú không giúp đỡ, nếu như lúc đó chú không đủ tình yêu thương để dang giọng ra ôm mình và dạy cho cô cái cách sống của người miền Bắc, thì chắc có lẽ cô đã buông xuôi ngay từ những ngày đầu. Vì khi cha mẹ nói, ông bà cô chú nói chuyện, cô không hiểu. Họ nói tiếng Bắc, cô thì người Nam, cho nên không bao giờ cô nói có thể hiểu được họ muốn gì và
họ nói cái gì. Cô làm dâu sau chú còn tới 3-4 đứa em lận. Rồi mỗi bữa sáng cô phải thức dậy từ 4-5 giờ để quét sân, nấu nước, pha trà, làm đồ ăn sáng cho cả gia đình, lo cho các em chồng đi học. Rồi cả ngày làm việc ở ngoài đồng, cơm ăn không đủ no. Vì gia đình của cô sống rất là nguyên tắc, mỗi ngày nấu nhiêu đó là nhiêu đó, mỗi bữa ăn là bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, không bao giờ được ăn dư và ăn thừa. Thành ra cô cũng không bao giờ được ăn dụng và chẳng bao giờ có cơm nguội để mà ăn. Cô đói lắm, nhưng chỉ có than với chồng: em ăn không đủ no cho nên em không có sức. Ra làm đồng em không quen. Nhưng rồi chồng thương, cố gắng an ủi. Chồng dành cái phần cơm cho vợ. Chú dành tất cả hết tình yêu thương cho cô, vì chú biết là chú thương cô ngay từ ngày chú nhìn thấy mặt cô. Cô nhìn ra điều đó và cô mới cảm nhận được rằng là cuộc sống này là của mình nè. Nếu mình không cố gắng để vượt qua thì làm sao đây? Cô nói nhà cô có thói quen là ăn cơm chiều lúc 6 giờ. 7 giờ sinh hoạt chút xíu là phải chui vô mùng nằm rồi. Vì ngày mai 3-4 giờ sáng phải dậy, trễ lắm là 5 giờ. Vì mẹ chồng cô dậy sớm lắm, cô mà dậy trễ hơn thì sao coi cho được. Rồi 8 giờ vô mùng ngủ. Vợ chồng son có những lúc phải có những cái chuyện đó nó xảy ra. Thì ta nói quan hệ mà ta nói lén lút, và giống như vợ chồng công khai mà giống như vụng trộm vậy, không bao giờ được thoải mái. Mà thời điểm đó chỉ có tư tưởng là chiều chồng, chứ chưa bao giờ được có cảm giác là phải vui vẻ với chồng, hoặc là chồng đem mình một cái sự vui vẻ và hạnh phúc trong cái chuyện chăn gối. Lúc đó cô không biết, thì cứ chiều chồng thôi. Cứ chiều chồng thôi à. Hỏi chồng muốn ok phải chiều chồng. Những người lớn trong gia đình và kể cả gia đình cô cũng nói, hạnh phúc hay không nó nằm ngay chỗ đó đó. Con phải chiều chồng thì chồng nó mới thương con. Nghe như vậy cô phải làm theo chứ biết gì giờ. Không có một cái thông tin đại chúng nào để mình trao dồi được cái kiến thức trong cái chuyện đó. Mọi thứ nó xảy ra, nó chỉ là cái căn bản bình thường trong cuộc sống. Rồi thì cứ những lần như vậy là chiều chồng đấy. Rồi cô nói có những đêm đó làm sao vô mùng ngủ được. Rồi những cái chuyện đó xảy ra thì khi chờ hết gia đình, cha mẹ, ông bà, em út đồ ngủ hết, thì hai vợ chồng mới lén lén làm cái chuyện đó. Nhưng khi xong xuôi công việc thì nó đã nửa đêm. Vừa nhắm mắt xong, mở mắt ra là phải trèo xuống giường liền. Nếu như có ngày nào đó cô dậy hơi trễ là mẹ chồng cô cầm một cái cây dài lắm, vào đầu giường gõ cộp 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 cộp, dậy dậy dậy, là bắt đầu phải ngồi dậy. Rồi khi mà dậy trễ không làm hết công việc nhà là cả ngày hôm đó mẹ chồng ra vô mặt nặng mày nhẹ. Ta nói dâu người Bắc khó là khó như vậy đó. Nhưng ăn thua là mình phải chịu học hỏi và vượt qua. Cô được điều đó là vì cô có trái tim của chú. Chú yêu cô nhiều lắm. Chú sẵn sàng nhịn ăn để cho vợ mình được no lòng. Rồi cô làm dâu cũng khoảng một thời gian dài, mãi cho đến khi con đầu lòng của cô 11 tuổi thì cha mẹ cô lúc đó mới từ từ qua đời. Khi cha mẹ qua đời đồng nghĩa với việc các em của chú lớn lên và họ cũng thành gia lập thất. Rồi cô và chú có cuộc sống rất là ổn định với hai người con. Cô chú nguyện không sanh thêm, bởi vì kinh tế, kiến thức không đủ để mình có thể lo và chăm sóc cho các con. Thành ra dừng lại ở hai đứa. Hồi đó chú làm việc nhà nước cho nên dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Rồi thì cô và chú cũng cố gắng làm việc dành dụm nuôi dạy các con. Mãi cho đến cái ngày
mà cô chú quyết định vào Nam là trở về quê ngoại đó để lập nghiệp, vì cuộc sống ở ngoài Bắc năm đó khó khăn vô cùng. Thế là dắt díu nhau vô Nam lập nghiệp, rồi công việc của cô chú cũng mua gánh bán bưng. Rồi tần tảo ta nói cuộc sống khó khăn, càng khó khăn. Bởi vì gia đình cô cũng nghèo, không ai có thể giúp được cô ngoài cái chỗ ở. Thành ra cô và chú phải cố gắng tất cả mọi thứ, hạnh phúc, đau thương, cực khổ, sung sướng, cô và chú đã từng trải qua. Rồi đến một ngày, cô đau khổ tột cùng, và cô tưởng chừng như cuộc hôn nhân này sẽ đổ vỡ. Nhưng cô chấp nhận tạm tha thứ để chú có thời gian sửa đổi. Năm đó chú có bồ, một bà người Bắc, bà chuyên đi buôn từ Trung Quốc ra Hà Nội, coi như tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam bà đi hết. Bà rất là giỏi. Rồi khi bà thấy chú hớp hồn, bà do dè chú với bà cặp bồ với nhau. Tất cả mọi sự tin tưởng cô dành cho chú mất hết. Vì tình dục mà chú bán đứng, bán rẻ cái lương tâm của mình để đánh đổi những giây phút sung sướng với bà ấy. Cô đâu chịu được, khóc lóc van xin năn nỉ nhiều lắm rồi. Bây giờ đối với cô không còn nước mắt nữa, cho nên cô mới cho chú một sự lựa chọn. Một là chọn gia đình, hai là chọn người phụ nữ kia. Thì chú trả lời với cô, chú chọn người phụ nữ kia. Như tất cả mọi thứ đâm vào tim, đau lắm, nhưng bình tĩnh ngồi lại để hỏi chú một câu, rằng là lý do tại sao chú lại chọn người phụ nữ kia mà chú chấp nhận đánh đổi cả gia đình của mình. Thì chú nói, người phụ nữ kia đem lại hạnh phúc cho chú, đem lại cho chú niềm vui và chú được thỏa mãn. Còn với cô không đổi mới được những gì mà ở cái xã hội này đang cần có, và nhất là chú. Bởi vì trong cái cuộc sống hôn nhân của cô, ngay từ đầu cho tới cái thời điểm đó, là ta nói nó chỉ xảy ra bình thường như vậy. Trong đầu cô luôn nhớ lời những người lớn trong gia đình mình dạy mình như thế này: chiều chồng nha con. Chiều có nghĩa là để cho chồng quan hệ xong, khi chồng thỏa mãn là ngày mai chồng là ông ấy vui, như vậy là chiều chồng rồi. Nhưng nhu cầu của những người đàn ông, mà nhất là chồng của cô, họ không nói ra, họ không có đáp ứng, và cũng chẳng có trao dồi kiến thức cho vợ mình ở cái chuyện chăn gối. Thành ra cô không hiểu là cái người phụ nữ kia họ đem đến cái niềm vui là niềm vui gì cho chú, và họ làm cho chú được vui, được thỏa mãn ở cái chỗ nào. Cô hoàn toàn không biết. Và từ đó cô mới nghĩ, nếu như trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình, mình phải chấp nhận tất cả mọi thứ để mình tồn tại, gìn giữ cái gia đình, cha mẹ là tấm gương lớn cho các con, thì cô thật sự không bao giờ muốn mình hoặc chồng mình làm bất cứ chuyện gì để con mình có một cái cảm giác sợ hãi và thua thiệt với bạn bè. Cố gắng chịu đựng. Thì khi chú trả lời với cô những cái câu nói như vậy, thì cô nói, ok, cô là người không ồn ào, không hỗn láo với chồng, vì làm dâu xứ Bắc mà phải phục tùng chồng. Điều đó nó tạo hóa con người của cô là không hỗn hào, luôn luôn dạ và vâng. Thôi thì chỗ nào vui thì anh cứ đến, khi nào anh hết vui rồi thì anh cứ về, em và các con sẵn sàng chờ đón anh. Chú đi thiệt, chú đi theo người đàn bà đó thiệt. Chú đi đúng một năm trời, chú trở về. Thì lúc này cô vui lắm, mừng thầm trong lòng. Ông trở về với mình rồi, mừng quá. Cái thở
thời của cô ngày trước nó không giống như cái thời mở bây giờ. Là ô, ổng đi đâu, ổng đi đi, mình đây tha hồ, kiếm bồ, tha hồ đi chơi. Nhưng không, gái chính chuyên mà. Thời điểm đó, cứ nghĩ một chồng thôi, lấy chồng thứ hai liệu con mình có được vui được hạnh phúc không? Ổng bỏ đi đúng 100 trời, ổng về trong lòng mình mừng, mừng húng luôn vậy đó. Nhưng ở ngoài vẫn tỏ ra cái thái độ bất cần. Vì con đường đi là anh chọn, chứ không phải là tôi. Rồi khi anh trở về, cũng là anh tự nguyện trở về, chứ tôi không chèo kéo. Chú về, chú xin lỗi cô, và xin cô được sống lại. Cô cũng chấp nhận và ok. Nhưng khi trở về cùng chung sống, cô không cảm thấy có hạnh phúc, vì cô chưa sẵn sàng để trở lại cái cảm giác quan hệ tình dục với chú. Mặc dù chú soạn sẵn giường, chú nâng niu cô, chú cần có một cái chuyện đó xảy ra với cô, nhưng cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Và cô cũng có thỏa thuận với chú rằng là anh về đây anh sống, em chấp nhận vì em thật sự cần có chồng và các con cần có cha. Nhưng cái chuyện chăn gối giữa vợ chồng em chưa sẵn sàng để có. Cô nói cô cũng ham muốn lắm, nhưng mình phải dằn lại để cho cái người đàn ông đó nó biết rằng là không có anh, em hoàn toàn không thể mở trái tim cho bất cứ người đàn ông nào. Vì bản thân cơ thể này, trái tim này chỉ dành cho mỗi chồng. Nhưng mình phải làm giá như vậy để cho nó biết rằng là nó làm cho mình bị tổn thương, bị đau đớn nè. Bây giờ về ham muốn rồi, ông lại cởi đồ cho nó ấy vậy thôi. Đâu có được, cô phải giữ lại cái tư cách của mình chứ. Cô nói cô dùng những cái chiêu như vậy mà đến chú còn phải nể cô. Và khi cô ngồi kể chuyện cho Haley nghe, có chú ngồi kế bên đó quý vị, chứ không phải là kể lén lút đâu, không phải. Rồi cô nói đến cái ngày mà cô sẵn sàng để cùng chồng mình xảy ra cái chuyện đó, thì là chú là người chủ động và cô là người chia sẻ. Cô nói đối với cô cái chuyện nó không có quan trọng. Nhưng cô nói vậy là nói sai, nói vậy là nói không đúng với lương tâm. Một người đàn ông và một người phụ nữ, mà nhất là chồng và vợ sáp lại, làm sao không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mình phải như vậy đó, để cho chú hiểu được những cái chuyện mà cô đã từng chịu đựng. Để rồi bây giờ nếu đến được với cô, cô hỏi chú. Cô nói khi cô hỏi chú những câu hỏi đó, cô nhục lắm, cô bị quê bắt cỡ cái cửa miệng mình lắm. Nhưng phải hỏi và phải nói để cho chú biết rằng là chú đi tìm cái niềm vui thì ở nhà cô cũng cần có niềm vui từ chú chứ. Thì cô hỏi, khi anh đi ra ngoài một năm trời với người phụ nữ đó, họ dạy cho anh những gì? Thì anh thấy anh vui với người phụ nữ đó, anh thỏa mãn với người phụ nữ đó như thế nào, thì em muốn anh làm cho em y như vậy. Ghê không? Ta nói lấy độc trị độc. Cô là thuộc dạng lấy độc trị độc. Là khi họ quan hệ như thế nào, họ hoang lạc như thế nào, họ sao như thế nào, thì bây giờ cô muốn chú làm cho cô y như vậy. Ta nói cô nói đây là cái mà cô chia sẻ kinh nghiệm. Thì chú làm cho tôi, chú làm cái chuyện đó với cô theo kiểu truyền thống. Cô không chịu. Cô nói không, không đúng. Nếu như chú đi ra ngoài mà chú làm theo cái kiểu giống như truyền thống của hai vợ chồng mình, thì chú đi để làm gì? Và cô nói cô chê chú ngay lập tức. Cô nói thôi, anh đi ra ngoài anh không học hỏi được gì thì thôi, đừng đụng vào em nữa. Em cần là cần những cái mà anh nói anh vui với người đàn bà kia, thì bây giờ em cũng muốn được vui với anh, vì anh làm chồng em giống như cái khoảng thời gian anh ở bên người ta vậy. Thì lúc đó chú bắt đầu mắc cỡ, chú mới bắt đầu thấy nhục, và chú mới cảm thấy như là không thể làm được cái chuyện giống như mình đã từng làm với người đàn bà kia. Từ đó cô và chú tách rời ra. Cô nói cô không còn cảm giác với chú, vì cô không cần những cái chuyện truyền thống như những gì chúng ta đã xảy ra.
Vì khi trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta, chính mình là người phải trau dồi kiến thức trong cái chuyện yêu đương để tăng cái hưng phấn trong cuộc sống gia đình. Ta nói hạnh phúc từ chỗ đó mà đau thương cũng từ chỗ đó mà. Tại sao mình lại đem cái chuyện đau thương từ chỗ đó ra mình sống trong gia đình của mình? Thấy cô hay không? Thì từ từ chú mới thả lỏng cơ thể, lúc đó chú hết mắc cỡ và chú làm tới bến. Cô lần đầu tiên mới biết được cái cảm giác sung sướng của một người đàn bà. Thì từ đó cô khen chú. Cô nói em thả anh đi một năm thì bây giờ em mới có kết quả như ngày hôm nay, thật sự đáng để em cho anh đi. Nhưng trong lòng cô đau và nhục lắm khi những cái chuyện mà người ta được hưởng như vậy, người ta được sung sướng như vậy mà tới bây giờ cô mới được. Cô nói cô nhục, cô đau lắm. Nhưng mà cô phải như vậy đó, lấy độc trị độc để cho mày chừa. Ví dụ như người đàn bà kia họ có thể họ làm được thì tại sao mình lại không? Mình đủ mà, mình đủ kiến thức mà, mình học hỏi được mà, mình biết chữ mà, mình đọc mà, mình trao dồi kiến thức cho mình mà. Cuộc sống gia đình của cô nó không bày hay không bê tha. Cô dạy các con rất là tốt. Hiện tại con của cô là bác sĩ ở bệnh viện lớn, chứ không phải là những chuyện tầm thường. Có phải cô với chú như vậy là để các con của cô thất học hay các con của cô không thành ông thành bà? Không phải. Nhưng từ những cái chỗ đó mới cảm hóa được chú. Thì khi người đàn ông họ đi ra ngoài là vì tình dục, chứ không phải là vì bất cứ chuyện gì mà họ có thể bỏ rơi mình. Thì khi họ trở về phải lấy cái chuyện tình dục đó đáp ứng ngay trong cái cuộc hôn nhân của mình. Ghê không? Thì cô nói từ những lúc đó, từ những ngày đầu đó và những cái khoảng thời gian khó khăn khi ráp lại đó, thì mỗi ngày cái tôi của cô hạ xuống và cô lại bớt đi. Cô giãn ra những cái mà mình bị giống như là ức chế, bị tức, bị tủi và bị chục. Bây giờ cô nói cô chắc đố ai mà có thể kéo chú ra được trong hôn nhân này. Vì cô hiểu được người đàn ông, cô hiểu được những gì trong cuộc hôn nhân của mình cần phải có. Thì chính cô là người phải học hỏi trao dồi, lúc nào cương thì cương, lúc nào nhu thì nhu, lúc nào cần chửi thì chửi, nhưng lúc nào cần âu yếm và an ủi chồng thì mình phải cần phải làm. Không mắc cỡ, đừng mắc cỡ. Để rồi sau cái ngày đó cô và chú quấn quýt nhau nhiều hơn. Khi nói ra trong cuộc sống vợ chồng thì người ta nói tại sao vợ chồng là phải có cái chuyện đó mới thành vợ chồng hả? Tại sao tôi có cái chuyện đó mới được hạnh phúc hả? Vợ chồng người ta sống bình thường đi thay. Không đâu quý vị. Nếu không có cái chuyện đó xảy ra thì ở đây chúng ta không thể nói nó là vợ chồng được. Khi mình nói ra, mình kể ra thì nó mất nết, bậy bạ. Cứ hay đem cái chuyện này ra nói, hay đem cái chuyện này kia ra nói. Nhưng quý vị ơi, trong cuộc sống ở xã hội này, khi con người ta bị phản bội thì mình phải nhìn lại trong cuộc sống hôn nhân của mình, lý do tại sao mình bị phản bội. Mà cái người đàn ông khi đi ra ngoài, tại sao họ muốn được vui với những người phụ nữ khác bên ngoài mà họ lại không đem những cái chuyện đó họ lại trao đổi, trao dồi kiến thức cho kể cả hai vợ chồng và chính người phụ nữ cũng vậy. Tại sao ở thời điểm bây giờ rất nhiều người phụ nữ đi ra ngoài ngoại tình? Những người phụ nữ đó họ không phải là những người phụ nữ trong gia đình của quý vị, cho nên quý vị không hề biết. Nhưng trong cuộc sống xã hội bây giờ rất rất là nhiều người họ làm những cái chuyện như vậy và có thể đánh đổi cuộc hôn nhân của họ. Họ đánh đổi cả kể cả người chồng hết mực yêu thương và luôn luôn lắng nghe, cái gì cũng nghe lời vợ, chấp nhận tất cả mọi thứ vợ làm. Nhưng cái người phụ nữ đó họ cũng chưa có thỏa mãn trong cuộc sống của họ nữa, họ phải đi tìm một người khác. Khi họ quay lại, họ chửi người đàn ông, người chồng của mình là thôi ông chồng tao cù lần lắm, ông không biết gì hết trơn đó.
Rồi những người đàn ông đi ra ngoại tình xong nói chứ, ô con vợ của tao nó vậy vậy vậy, nó không hấp dẫn. Thì từ cái chữ hấp dẫn đó, quý vị phải hiểu là trong cái cuộc hôn nhân của mình, nó phải có cái chuyện đó. Khi người ta đầy và đủ để vui, đủ để thỏa mãn, thì cuộc sống hôn nhân lúc nào nó cũng tràn đầy niềm vui. Bằng chứng là cô nói ngay từ những bước ban đầu, vợ chồng rất là cực khổ, cuộc sống gia đình nó chỉ có tạm như đó thôi, là tất cả mọi thứ đều xảy ra một cách căn bản và truyền thống, không có kiến thức để trao dồi, và kể cả chồng và vợ cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chia sẻ sâu hơn về những cái chuyện như vậy, nó không hoàn toàn có kiến thức. Vì bản thân cô luôn lúc nào cũng nghĩ rằng là hãy chiều chồng đi. Chiều là có nghĩa là nằm ngửa ra, rồi khi chồng thỏa mãn rồi xong rồi đó, ngày mai anh ấy vui, vậy là chiều chồng đó. Nhưng không, đàn ông họ còn muốn nhiều cái vui hơn nữa, và họ còn muốn nhiều cái vui mà họ không muốn nói ra. Mà chính người phụ nữ mình ở cái thời hiện đại này nên học và nên trao dồi kiến thức. Cái này là cô nói thiệt, và Haley cũng đã từng nói rất là nhiều. Tại sao đau thương, hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ cũng từ cái chuyện đó mà ra. Thì câu chuyện của cô nói bây giờ cô đố người ta kéo được chú ra khỏi cuộc hôn nhân của cô đó. Rồi thì cô cũng nói mỗi ngày cô và chú quấn quýt nhau nhiều hơn. Và cô và chú đã từng lên chương trình chia sẻ về vấn đề tình dục ở tuổi già. Thì cô và chú cũng rất là cởi mở trong cái chuyện đó khi mình chia sẻ để trao dồi kiến thức cho mọi người. Thì khi cô xem kênh của Hailey thì cô và chú cùng thảo luận và đánh giá từng câu chuyện một, lý do tại sao nó lại xảy ra như vậy khi cái cô Hailey đó của chia sẻ cái câu chuyện của người ta qua cách kể của cổ. Thì ông xã, cô và chú gọi nhau là ông xã bà xã. Ông xã ơi, ông có ý kiến gì về câu chuyện này? Thì ông xã lại nói bà xã ơi, ý kiến của tôi như vậy, thì nó trùng khớp với ý kiến của cô và chú. Cô và chú gọi với nhau là ông xã với bà xã, nghe nó thân thương và thân mật, rất là thương nhau và yêu nhau. Thì cái thông điệp của cô muốn gửi ra ngày hôm nay là quý vị ơi, ta nói hạnh phúc, đau thương, buồn tuổi gì nó cũng từ cái chuyện đó mà ra. Bây giờ vợ hoặc chồng ở cái thế hệ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải cởi mở với nhau. Bây giờ mắc cỡ có thể mình có thể cởi mở nói chuyện từ từ để thấm vào cái đối phương của mình, rồi ngược lại cứ phải mở để chúng ta trao dồi kiến thức để mỗi ngày chúng ta càng có nhiều cái hạnh phúc hơn. Cô nói lý do tại sao những người tâm lý học, những người họ hiểu biết về những cái chuyện đó thì mỗi ngày họ lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng nó thường xảy ra với những người không được hạnh phúc là ở cái thế hệ, cái tầng lớp. Ta nói ăn không no, ngủ không tới, sáng đi làm, chiều đi làm, lúc nào cũng kinh tế, cuộc sống, cái gì cũng gia đình, từ cực khổ, nghèo khó. Ta nói cứ như vậy thì thời gian đâu nghĩ đến cái chuyện hạnh phúc yêu đương. Cho nên thường những cái hoàn cảnh đó là những hoàn cảnh không bao giờ được hạnh phúc. Nhưng lý do tại sao hạnh phúc ở đây là không được thỏa mãn trong chuyện chăn gối nha, chứ không phải là vợ chồng không được hạnh phúc thì sai. Tại sao khi cuộc sống gia đình con người ta đủ một chút, dư giả một chút, thoải mái một chút, thì trong đầu luôn nghĩ đến cái vấn đề là phải trao dồi cái kiến thức để cùng nhau thỏa mãn. Nếu chúng ta không đủ trong gia đình, tại sao những người đàn ông thường đi ra ngoài chơi bời? Rồi cái thời điểm bây giờ phụ nữ cũng đầy đủ, rồi họ chê chồng, họ cũng đi ra ngoài, họ cặp bồ cặp bịch. Quý vị thấy chương trình bây giờ không? Rất là nhiều chương trình kết nối yêu thương mà họ mở ra. Thì quý vị cũng đủ thấy là rất nhiều người phụ nữ 59, 60, kể cả 65 tuổi vẫn muốn đi tìm chồng. Ở đây nó không phải là già cả dựa nhau mà sống nữa, mà là người ta có một cái đó người ta suy nghĩ tới, người ta cần được giải quyết, cần được thỏa mãn thì người ta mới đi tìm. Thì cô gửi cái thông điệp như vậy
thì kể cả vợ và chồng hãy trau dồi kiến thức đi để cùng nhau mình làm được những chuyện gì mình làm cho nhau vui thì mình làm. Đây là cái câu chuyện gia đình của chú ngay từ ngày đầu, đến với nhau khó khăn như thế nào, hạnh phúc ra làm sao, rồi bây giờ cuối cùng đây bây giờ nó như vậy thì để có cái câu chuyện chia sẻ ra. Thì cô nói cô đủ và cô và chú nói rằng kết nối với Haley đi, để nhờ Haley chia sẻ cái kiến thức của mình, chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Cô nói các con cô rất là vui, và kể cả cô và chú cũng vậy. Cô và chú gần 70 tuổi rồi đó quý vị, mà nhìn rất là trẻ khỏe đẹp. Trẻ khỏe đẹp vì sinh hoạt đầy và đủ, và rất là căn bản trong cuộc sống, trao dồi đủ cái kiến thức để mình sinh hoạt một cách rất là lành mạnh trong cái cuộc sống, để bây giờ mới trẻ khỏe đẹp như vậy. Thì Haley một lần nữa xin gửi lời cảm ơn cô và chú rất rất là nhiều. Mà nếu như đến tuổi của Haley phải gọi cô chú bằng ông bà đó. Thì Haley cảm ơn một lần nữa, và Haley sẽ chia sẻ video này ngay và liền. Và một lần nữa Haley xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả luôn quan tâm và theo dõi kênh của gia đình Haley nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.